Xin chào tất cả mọi người, mình là Thúy Linh của Review Dạo. Và hiện tại thì trên tay mình là chiếc điện thoại ở phân khúc tầm trung mới nhất của Samsung, là Samsung Galaxy A6 Plus. Sau một thời gian trải nghiệm thì mình đã phát hiện ra điều ổn nhất ở chiếc máy này, đó chính là camera. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá sâu hơn về camera của chiếc điện thoại này. Camera của A6 Plus thì nhìn chung là ổn với camera kép. Với cam chính ở trong điều kiện đủ sáng thì chế độ HDR ở máy sẽ giúp giữ lại chi tiết rất là tốt, màu sắc tương đối rực và nịnh mắt. Thậm chí là đối với hai bức hình này là mình đã chụp qua một ô cửa kính của cửa sổ rồi, vì lúc đấy trời rất là nắng nên là mình ngại ra ngoài. Còn đối với điều kiện thiếu sáng thì do yếu tố tốc độ màn chập lâu nên là chụp dễ bị rung, bệt, khử noise nhiều nên là các chi tiết ảnh sẽ hơi bị nhòe đi một chút, hơi mờ một chút. Tuy nhiên thì vẫn đủ để cho mọi người nhận thấy là chủ thể ở trong bức ảnh là gì. Còn đối với chức năng nổi bật nhất của camera trong chiếc máy này, đó chính là Live Focus, thì nhìn chung lấy nét cũng rất là tốt và các chi tiết bị lẹm gần như là không có. Còn về cam selfie, phần mà tất cả những cô gái đều quan tâm, thì mình đã thử ở đây và kết quả ra cho khá là tốt. Và mình nghĩ đây cũng là một chiếc máy rất là xứng đáng để cho các bạn cầm đi du lịch trong mùa hè này. Bây giờ thì hãy cùng theo dõi những bức ảnh mà mình chụp để xem nó như thế nào nhé. Đây là bức ảnh mà mình đã thử chụp trong điều kiện ánh sáng cao. Và đây là trường hợp mà những người đi du lịch thường xuyên phải gặp phải, vì mùa hè nóng mà. Chủ thể trong ảnh thì không bị tối hay là cháy sáng, và đây là mặt mình. Mọi người cũng có thể thấy là tính năng Live Focus đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, là bắt được chi tiết trên khuôn mặt tốt này, màu da mình nhìn sáng hơn. Đối với việc nâng tông da người ở trong chụp ảnh selfie ở trong điều kiện ngược sáng thì mình thấy đây là dấu hiệu rất là tốt. Nhất là đối với những bạn nữ mà da không được sáng như da mình chẳng hạn, sẽ giúp mình tiết kiệm thời gian make up hơn hẳn. Bởi vì thực sự là da mình ở ngoài không được trắng như là trong các bức hình mà các bạn vừa xem. Và trong bức ảnh này thì các chi tiết phía sau đã được làm mờ đi để làm nổi bật chủ thể lên. Tuy nhiên thì mọi người vẫn đủ để có thể nhìn thấy những cảnh vật phía sau như thế nào và không hề bị làm mất thông tin trong một bức ảnh. Còn khi chụp đúng sáng thì đương nhiên là nhìn mọi thứ sẽ hài hòa hơn rất là nhiều rồi. Ví dụ trong bức ảnh này chẳng hạn, các vùng sậm màu trên khuôn mặt như là tóc, mắt hay là lông mày thì sẽ nổi khối rõ ràng hơn và màu da nhìn sẽ thật hơn rất là nhiều. Còn trong điều kiện thiếu sáng thì mình thấy camera của A6 Plus đã làm rất tốt nhiệm vụ là kéo sáng lên. Ví dụ như trong một bức ảnh mà mình sẽ cho các bạn xem ngay sau đây thì có lẽ sẽ rất ít người nhận ra rằng nó được chụp trong điều kiện thiếu sáng, bởi vì ánh sáng trong bức ảnh đã được đẩy lên ở mức gần như là tối đa có thể. Lúc mà mình chụp ảnh là khoảng 6 giờ tối và trong phòng chỉ có một ánh đèn thôi, rất là tối. Và khi mà mình đưa máy lên thì mình đã cảm thấy rất là bất ngờ khi mà mặt mình có thể sáng đến mức như vậy. Và tất cả các chi tiết trên khuôn mặt hầu như đều nổi bật lên rất là rõ ràng. Ngoài ra thì A6 Plus có một tính năng mà mình nghĩ là khá thú vị. Tuy nhiên thì tính năng này các bạn sẽ không thể tìm thấy trong trình chụp ảnh, mà nó chỉ xuất hiện trong trình sửa ảnh thôi. Đây là một tính năng mà giống với chiếc điện thoại S9 Plus, đó chính là Add Bokeh, có nghĩa là sẽ làm nổi bật các vệt sáng trong điều kiện mà các bạn chụp ảnh thiếu sáng, thì những đốm sáng trong bức ảnh sẽ được chuyển thành hình trái tim, hình chữ nhật hay là hình gì đấy tùy các bạn. Nói chung là làm cho bức ảnh của chúng ta lung linh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì lưu ý một điều là chức năng này chỉ được sử dụng trong điều kiện là các bạn chụp đủ sáng thôi nhá. Nhìn chung là sau vài ngày trải nghiệm đối với camera của Samsung Galaxy A6 Plus thì thực ra là cũng chưa có gì quá đột phá. Và với một chiếc điện thoại tầm trung thì mình nghĩ đây cũng là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên đối với những chức năng cơ bản mà mọi người thường xuyên sử dụng như là chụp thiếu sáng, đủ sáng, rồi HDR, rồi là những tính năng vân vân và mây mây, selfie hay gì đấy, thì chiếc điện thoại này hoàn toàn có thể đáp ứng đủ. Nhìn chung là đối với mức giá khoảng 9 triệu đồng thì mình nghĩ là camera của Samsung Galaxy A6 Plus có thể đáp ứng được hầu hết là đủ các yêu cầu mà các bạn muốn, và nó cũng khá là phù hợp đối với mức giá trong so với các dòng máy ở cùng phân khúc này. Và nếu như mọi người thực sự quan tâm thì có thể tham khảo về chiếc máy này ở đường link của chuỗi cửa hàng Sephonet mà chúng mình đã đặt ngay phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngoài ra thì những tính năng cơ bản như là sticker, rồi là làm màu ảnh